hé lộ mức lương khủng vượt quan hải của Philip Nguyễn ở Công an Hà Nội. Đầu quân cho Công an Hà Nội, thủ thành Việt Kiều Philip Nguyễn sẽ được nhận mức đãi ngộ cao kỷ lục. Thông tin câu lạc bộ Công an Hà Nội chiêu mộ thủ môn Philip Nguyễn nhận được sự quan tâm đặc biệt của người hâm mộ. Đội bóng ngành công an muốn có thủ thành Việt Kiều từ đầu mùa giải, tuy nhiên không tìm được tiếng nói chung với câu lạc bộ Slovako của Cộng hòa Czech. Được biết, Philip Nguyễn vẫn còn hợp đồng 1,5 năm tới tháng 12 năm 2024 với Slovako. Do đó Công an Hà Nội nhiều khả năng phải bỏ số tiền không nhỏ để mua lại hợp đồng của thủ thành có bố là người Việt Nam này. Được biết, lý do khiến Philip Nguyễn quyết định đầu quân cho Công an Hà Nội là bởi anh muốn được nhập quốc tịch để có cơ hội khoác áo đội tuyển quốc gia Việt Nam. Bên cạnh đó, nếu thi đấu cho đội bóng ngành công an, Philip Nguyễn sẽ nhận mức lương cao nhất trong sự nghiệp của mình. Theo thông tin được tờ Ipsos của Cộng hòa Czech chia sẻ, khi thuyết phục Philip Nguyễn từ hồi đầu mùa giải, Công an Hà Nội đề nghị trả 400.000 euro, hơn 10 tỷ đồng. Philip Nguyễn cho biết, ở Cộng hòa Czech, tôi không bao giờ nhận được đãi ngộ như Công an Hà Nội đưa ra. Tôi vẫn theo dõi V-League. Tôi có một người bạn đang chơi cho câu lạc bộ Công an Hà Nội. Đó là Patrick Lê Giang. Đây cũng là thủ môn đã đến Công an Hà Nội thay tôi khi thương vụ không thành hiện thực ở kỳ chuyển nhượng mùa đông vừa rồi, Philip tiết lộ. Nếu không có gì thay đổi, Philip Nguyễn sẽ đặt bút ký hợp đồng có thời hạn 3 năm với Công an Hà Nội. Dự kiến vào ngày 29 tháng 6 tới đây, cầu thủ này sẽ bay sang Việt Nam kiểm tra y tế và ký hợp đồng, sẵn sàng ra mắt đội bóng mới từ giai đoạn 2 V-League 2023. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng quên nhấn đăng ký để ủng hộ đội ngũ kênh. Hẹn gặp lại trong các video trước theo.